Rồi đó con này nó nhảy qua Thái Lan luôn. Cả nhà ơi, trên tay Việt Hương đang cầm trái banh. À, trò chơi này có tên là ném lon. À, Tết rồi thì mình hay ra hội chợ rồi ha. Mình thấy cái vụ này, nhưng giờ đi khó hơn chút xíu. Lấy trái banh, mình kẹp vô dưới cái nhượng chân của mình, xong mình nhảy qua đây. Nhảy qua đây. À, xong mình nhảy cái bậc này nè, nhảy cốc á, dính trái banh. Nhảy cốc rồi đó. Ví dụ như màu xanh thì mình đứng bên này, rồi mình chọi cái trái banh. Màu đỏ đứng bên kia, chọi vô trái banh. Bên nào rớt nhiều lon, bên đó thắng. Dễ không? Không có cực khổ gian chân gì hết trơn á. Rồi, một người chơi, bốn người đứng sát vô vách tường. 1, 2, 3. Nó đi rồi kìa. Để ngay cái nhượng chân á. Để cái này nè. Đó, nhảy lẹ đi. Lẹ để không kịp, lẹ. Bà con ơi, ủng hộ hai đội. Yeah. Không. Rồi đứng sát cho tường với người khác. Yeah. Kẹp vô chặt lên. Oh no. Rồi. Nhảy cốc nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, nhảy cốc vậy đó. Hết hồn. Trời đất ơi, đi ra tới đó mà trời không trúng. Trời đất ơi, này nó nhảy qua Thái Lan luôn. Lùi xuống, mấy người không có chơi, lùi xuống cho các bạn kia chơi, ta có tư thế. Rồi nhỏ gái nhảy qua đi. Anh mới nhảy hụt rồi, nhỏ gái nhảy đi. Các bạn phải lùi xuống cho người ta có tư thế, ta nhảy, ta có cái khoảng trống á. Hết nước nói. Khỏi đếm luôn. Rồi, đội xanh là đội chiến thắng ở vòng 1. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.